Em hả? Cho anh xin đèn đi uống sinh tố rồi. Tiền gì mà xin hoài vậy? Nó phải tiền kho đâu mà xin hoài vậy? Lâu lâu mới xin lần chứ bộ. Lâu lâu người đi xuống sinh tố cho nhỏ nào? Có đâu, anh uống với mấy thằng bạn á. Mấy bạn mới là chỉ sang uống sinh tố rồi hả? Lạ nghe. Chỗ này lành mạnh lắm, nó uống sinh tố mà nghỉ uống cà phê rồi. Uống sinh tố gì hả? Sinh tố luôn mạch á. Hay quá he. Trời ơi, ở nhà đi, ở nhà tôi hồi chút xíu là có sinh tố con má nè he. Đố em nè. Sao giờ hai tay em cầm hai cái đồ dán này nha. Sao rồi. Mà em làm cách nào em đưa qua mà không bị ướt? Cho em 100 ngàn. Trời dễ mà. Đó, thử đó. Đó. Đúng rồi nha. Đó đó đó. Vậy chứ làm sao? Bây giờ em đố anh á. Anh làm được đi, em cho anh thêm 100 ngàn luôn. Ok. Anh làm cho được nha. Ok ok, để tôi làm cho coi. Làm đi. Anh nha. Hai tay đưa qua hai đồ dán này nha. Ừ. Tôi nghĩ chưa? Nghĩ rồi. Hả? Hả? Khước đâu. Ôi là trời. Anh làm gì em? Đang rửa chén. Ủa anh thấy em đang ngâm muối gì mà? Biết còn hỏi nữa. Ủa ngâm muối làm gì em? Ngâm để bỏ. Tại sao ngâm bỏ? Tại thích gì đó. Ngộ quá vậy? Ừ. Anh. Hả? Bữa nay 14 tháng 2 rồi, anh chở em đi đâu chơi đi. Ừ, vậy anh dẫn em đi khách sạn nha. Gì vậy ba? Thôi anh dẫn em đi ăn. À được á, được á. Đi ăn xong mình đi khách sạn nha. Được hả? Vậy thôi đi ăn xong mình đi uống. Được. Đi uống xong mình mới đi khách sạn nha. Sao anh thấy đi khách sạn quá vậy? Không có, tại vì thường thường anh ăn nè, anh ăn xong rồi anh uống nè. Cái bụng anh đau á, anh phải đi vô đó, anh đi giải quyết, anh đi toilet đó rồi. Anh no gì đó. Vậy hả? Vậy đi chút xíu thôi nha. Đi anh đi, bây giờ mình đi liền nha. Đi 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 đi. Ăn gì em? Em ăn thịt ngon, cái mắm ruốc. Trời ơi trời, nhìn cái nè nó chua gì mà sao ăn nổi. Không, anh không? Không không, chú uống chứ sao ăn. Gì mà ngon á? Hôm gài ha, tôi nghi vậy ha. Hôm gài tôi nhìn thấy cái bụng lúp lúp tôi nghi vậy, có bầu phải không? Bầu đâu? Bụng mỡ đó cha. Bụng mỡ đó cha. Mỡ gì dữ vậy? Em. Dạ. Tặng quà em nè. Rồi em cảm ơn nghe. Ừ. Anh à. Hai chồng mình cưới cũng lâu rồi à. Anh có thấy em thay đổi gì không? Không, em vẫn là em bé của anh mà. Trời ơi, cảm ơn nghe. Trời ơi, thương quá anh biết. Hồi đó thì em là em bé mẫm mỉm dễ thương. Ủa gì bây giờ làm sao? Bây giờ thì em bé bé cái mồm lại giùm anh. Anh hay có nghe tưới xuống. Khi vợ đến thắng kiểu. Người tối quá hả? Bấm lạnh đâu mày? Đứa lẻ đó, đứa mà còn nhẹ nhàng. Không ngủ đi. Này con bấm điện thoại làm gì vậy? Tắt ngủ đi nha, người ta ngủ đi. Nhìn gì nữa? Ngủ. Ngủ gì mà? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ăn gì chua dữ vậy? Dạ ăn xài. Ở chồng. Hả? Cho vợ hỏi chồng đó giờ có sợ ma không? Không. Cưới vợ chồng còn không sợ nữa, sao không sợ ma? Chị hả? Thì tối nay ra ngoài ngủ đi ha. Rồi coi có sợ không ha. Ví dụ như em với một bịch vàng ớt nước, anh sẽ vớt nào trước? Nhưng mà bịch vàng nó nhiều không? Nhiều, ký vàng lận. Ký vàng? Ừ. Vậy gớt xuống nó còn nghe cái tụm không? Không, nói thiệt. Gớt cái bịch. Cái bịch hả? Ừ. Giờ là, nhưng mà vàng đó lỏng hay vàng đặc? Đặc, ăn thiệt mà. Thiệt hả? Với chị, với chị. Chị cao. Nếu mà ăn vậy ha? Ừ. Thì anh phải vớt bột vàng trước. Hả? Vậy là anh không thương em rồi. Chưa, anh chưa nói hết nữa. Tại vì nếu mà anh vớt bột vàng trước thì cỡ nào em cũng bơi lên để kiếm anh. Cỡ nào em cũng bơi lên đi kiếm anh nha. Hay quá à. Làm gì vậy? Làm gì nằm suốt ngày ở đây vậy? Làm gì kệ anh ta? Làm gì ta làm? Nóng nảy gì vậy? Ừ, gì đó. Giờ đây có bó bông biết có ai lấy không ta? Tặng gì thì nói, ai thì nói rõ ràng nha. Khó khăn quá, tặng bông mà khó khăn quá. Nè, tặng giờ yêu 20 tháng 10 muộn vui vẻ. Cảm ơn nha. Tặng hôm nhớ đúng ngày chứ.
không? Cảm ơn cô Tâm quá. Cưng cưng cưng. Và sau đó ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng.